cơ mà. Sao còn lại vùng mặt ở dưới nước thế kia? Cô tư vấn. Ôi trời, Yaki. Ủa sao kỳ vậy ta? Bỗng nhiên Yaki không biết bơi là sao? Cảm ơn cậu nhé, Erika. Cũng may là tớ mới kịp đấy nhé. Thôi chết, tớ quên mất. Có tờ lá phiếu của Omni ở dưới hồ bơi. Erika, cậu lặn xuống dưới lấy cho tớ nhé. Có hả? Để tớ xem. Trời ơi, mắt cái rồng kia. Này, cô ấy tay gấu kia. Ta lại cái tờ lá phiếu cho ta nhanh lên. Cái gì? Ta là Alice, chứ không phải là cô gái tay gấu nghe chưa? Đã thấy ta xem đấy cái này luôn. Ôi trời. Nãy cái câu kia, ai đã câu xác cái tờ lá phiếu đó hả? Vậy là chúng tôi cần nó lắm không hả? Không, cho chừa. Cái tờ đen hoài dám phá hỏng ly kem tươi vị khổ qua cái ta chứ. Thôi bay nhé, ta đi mua kem vị mù tạt đây. Nè, đứng lại đó. Hả? Kia là một tờ lá phiếu của Oni. Ủa, cái thế này? Tại sao ở đây là một cái hố chứ? Thôi, nhờ chuyển lên vậy. Hey. Ủa kìa, vừa rồi là có một cái bóng của ai đó rời khỏi dãy hành lang. Trông khả nghi quá. Ai thế nhỉ? Bố. Trời đất, cái thế này, tại sao bố lại nằm ở đây? Bố ơi, dậy đi bố, ai làm gì bố vậy? Có chuyện gì thế? Giê-xu, cậu hãy mau phụ tới kéo Yaki lên mau. Cậu ta đang bị gì nè? Sao cơ? Yaki, được rồi, còn kéo lên nào. 1, 2, 3. Lên rồi. Ui da, chóng mặt quá. Có chuyện gì thế? Yaki, Yasu, sao hai cậu lại ở đây? Bọn tớ thấy cậu nằm lọt xuống hố bất tỉnh nhân sự, đầu thì bị u một cục. Cậu có nhớ chuyện gì đã xảy ra không? Chuyện gì hả? Tớ không nhớ rõ nữa. Lúc tớ bị té xuống hố này thì bị ai đó dùng gậy gõ vào đầu hay sao ấy. Sau đó thì không còn nhớ gì cả. Đúng rồi, hình như là vừa nãy tớ thấy kẻ khả nghi đó. Tớ thấy một kẻ khả nghi cầm theo thứ, nếu tớ nhớ không lầm thì là một lá phiếu của Omni. Đúng rồi, thủ phạm chắc chắn là Omni. Vì cô ta cảm thấy mình đang gặp nguy hiểm nếu lá phiếu rơi vào tay của Yaki, nên đã lập cho bất tỉnh để lấy nó. Cũng có thể lắm, nếu như Omni không phải là Macaron thì việc gì cô ta phải sợ chứ. Ủa, cậu làm gì ở đây thế? Erika, cậu có thấy ai khả nghi không? Vừa nãy có một kẻ đánh lén Yaki bất tỉnh để cướp lấy tờ lá phiếu của Omni đấy. Thật sao? Có ai khả nghi à? Đúng rồi, tớ gặp khi nãy luôn nè. Vừa nãy tớ thấy Risty bước ra và cầm theo lá phiếu của ai đó. Do tớ đã ở góc khuất nên cô ta khó phát hiện ra. Vậy cũng có khả năng Risty là thủ phạm đấy. Đâu, tớ thấy Omni là thủ phạm cao hơn đấy. Tớ tưởng lẽ Risty lấy lá phiếu của Omni để làm gì? Từ từ đã, không phải Min là người duy nhất trong lớp chúng ta là một thợ săn chuyên đào hố làm bẫy sao? Chắc chắn là cô ta đã gặp bẫy tớ rồi. Vậy ý của cậu là Min chính là thủ phạm sao? Chứ còn gì nữa, bằng chứng quá là rõ ràng còn gì. Được rồi, chúng ta hãy cùng nhau bỏ phiếu cho Min nào. Các cậu, lên đây. Thật ra thì Min cũng có khả năng cao đấy. Tớ phải suy nghĩ thêm một chút đã. Ủa, cái gì vậy? Vậy là mọi người đã quyết định bỏ phiếu rồi sao? Bố của tớ quyết định hơi vội vàng nhỉ. Sao tớ cảm giác Min không phải là ma cà rồng cậu ạ? Cậu nghĩ thế sao Yaki? Vậy đó là ai? Tớ không rõ nữa, nhưng mà tớ có nhớ mang máng bằng chứng chi tiết Min không phải là ma cà rồng. Đây rồi, lá phiếu của Min. Yaki, tớ nghĩ không phải là Min đâu. Hả? Sao lại không? Rõ ràng là rồi chứ còn gì nữa. Là vậy nha, Min có hai lá bài Macaron. Một cái cậu ta giữ là điều khiển Raven. Còn Macaron còn lại, Alice là đưa cho Omni cầm giùm. Vậy nên, Min mới bảo vệ để cho Omni không bị bỏ phiếu đấy. Cậu có mau tìm lá phiếu của Min giúp tớ đi. Cố gắng kết thúc cuộc chơi này sớm nào. Ôi trời, bố quyết tâm dữ quá mà chẳng thèm hỏi ý kiến của mẹ gì cả. Phải rồi, mẹ đâu rồi nhỉ? Thử hỏi ý kiến của mẹ xem ai là Macaron. Biết ngay là mẹ ở đây mà. Ở trong thư viện. Mẹ gì cơ? Không có gì đâu. Bỗng nhiên nhớ mẹ quá trời ơi, nhớ quá đi. Được rồi, có chuyện này mới nói với cậu nè. Vậy là cậu không nghi ngờ Min, nhưng mà Yaki lại nghi ngờ Min phải không? Tớ có cách đấy. Hả? Tớ vừa hỏi là cậu đã có cách rồi. Là cách gì thế?
ngon ghê. Hai người đang làm cái gì thế? Không có gì đâu, cô đừng có để ý. Cậu hay thật, chỉ cần theo dõi người đang điều khiển lá bài macaron là có thể tìm ra ở bên đây. Vậy mà tớ không nghĩ ra. Alice đang ở đây, vậy tức là trong đường kính 20m, cậu ta đang nấp ở một chỗ nào đó để điều khiển lá bài. Chúng ta thử mau lục soát xung quanh xem. Ok, đi tìm nào. Hả? Chúng ta đã gặp nhau, vậy là đã đi hết một vòng rồi. Nhưng mà sao không thấy có ai điều khiển Alice vậy? Kẻ đó cũng không có trốn ở đằng sau nhà bếp luôn. Nếu nhìn qua từ cửa sổ ở đây thì cũng không có ai cả. À, phải rồi, chúng ta chỉ mới tìm kiếm trong đường kính ở chiều ngang thôi. Và chưa kiếm theo 20m chiều dọc, vậy là còn tầng 1, tầng 2 nữa. Ừ nhỉ, chúng ta hãy mau lên lầu nào. Dạ kia đâu là ta, thiệt tình, đi mà không chơi mình gì cả. Hả? Trong mặt mũi của ngươi trông rất là quen thuộc. Hình như ta đã gặp ở đâu đó ở phương quốc của ta rồi thì phải. Cô có nhầm lẫn gì chăng? Tôi là người trái đất, có đến thế giới mặt kia lần nào đâu mà cô thấy quen được chứ. Với lại tôi đang ở thời điểm trong quá khứ so với cô đấy. Làm sao mà ta biết được chứ, ta thấy quen thì nó là quen thôi. Ôi, giờ sau đây đâu phải là mặt kia đồng tay mèo kìa. Cậu ấy thật là can đảm, nhắm chiến đấu có thể đối với cô ta luôn. Làm sao đây? Mà cái này giúp Yasuo không nhỉ? Đừng ai lo cho tôi, cứ để cho tôi đấu với cô ta. Hãy la mì tìm lá phiếu đi. Ngươi bị điên à, tự nhiên nó chạy một mình. Hả? Hình như là Yasuo đá mình rồi. Nó đã ra hiệu mình đừng có lại gần. Được rồi, lo tập trung đi tìm lá phiếu nào. Phải tìm tới cô ta thôi. Ở trong thư viện chẳng có gì cả. Đúng vậy, chúng ta hãy thử tìm phòng kế bên nào. Hả? Sao cái phòng này bị khóa rồi, không vào được. Để tớ di chuyển và mở ra cho. Hay. Rồi, cầm vào đi. Min, cậu là macaron sao? Trời, cậu là macaron ư? Bố đã đúng rồi. Không phải như cái cậu nghĩ đâu. Cậu bình tĩnh nào, chúng ta cùng nói chuyện. Khoan đã. Tại vừa ăn kem xong nên khá là có sức để cần khích bọn mi nha. Này, ngươi làm cái gì đấy? Hãy thả Maya ra mau. Hả? Câm lặng. Hừ. Giờ thì không ai có thể cản nhau được nữa rồi, có phải không? Hừ. Không, không ổn rồi. Min, cậu hãy suy nghĩ kỹ lại đi. Thay vì cậu điều khiển Malice để đánh thông bọn tớ, thì hãy nói cho bọn tớ biết ai là Macaron Raven. Cậu nhầm rồi, tôi không phải là Macaron đâu. Và cũng không có giữ lá bài nào khác của Macaron cả. Tớ là... Sao mặt mày của Min xanh xao thế? Cô đang gặp chuyện gì à? Tôi bị bệnh tim từ nhỏ, nên không thể nào làm việc nặng nhọc được. Thỉnh thoảng lên cơn thì lại đổ mồ hôi, hoa mắt, chóng mặt. Tôi hiểu rồi, chính vì thế cậu ta chỉ có thể đặt bẫy thú rừng thôi, chứ không thể nào vừa chạy vừa đi sang những cái thời gian khác được. Các ngươi nãy giờ lại nhại đủ chưa? Để lượt ta ra tay nhé. Ôi không! Cái gì? Lại gì nữa đây? Còn lâu nhé, cô gái Macaron kia. Bố. À ha, Min, cậu đúng là Macaron rồi. Vậy là tôi đã đoán đúng. Khoan đã, tôi có thể chứng minh cho cậu thấy cái lá bài đặc biệt. Trời, mọi người, hãy cẩn thận. Hey, đây là ba lá phiếu mà tôi đã thu thập được. Có một cái là phần thưởng của Yasuo nữa. Cậu thua rồi. Hả? Sao cậu bỏ phiếu cho Min màu vàng quá vậy? Tớ vừa nhớ ra rồi. Đêm hôm trước Macaron Alice đã bị nổ tung, nhưng mà Min thì không bị nổ tung theo. Vậy có nghĩa là cậu ta không phải là người đang giữ lấy bài Macaron. Chứ nếu phải là cậu ta đã bị nổ rồi phải không? Trời đất, chuyện quan trọng như vậy sao cậu không nói sớm? Thật ra tôi là tiên tri. Và tôi... Alo, do Min đã có đủ 3 phiếu, cho nên học sinh Min sẽ bị loại ngay lập tức. Muộn rồi.
Con của anh chị bị mù bẩm sinh một bên mắt. Không những thế, có vẻ như là tim cũng yếu nữa. Con bé sẽ không thể nào cử động mạnh, dễ bị đuối sức, ra nhiều mồ hôi. Cái gì? Nhà chúng ta là hợi sang mạnh mẽ mà lại đẻ ra một đứa yếu đuối thế à? Dẹp, để nó cho người khác nuôi đi. Kìa anh. Không nói gì nữa, bỏ là bỏ, còn nhắm nuôi nổi nó à? Đi về. Kìa, hai người không nhận con sao? Ê, nhìn con bé tóc xanh kìa, nó suốt ngày ngồi chỗ, trông tội quá. Hay là tụi mình rủ nó chơi cùng đi? Thôi đừng. Nghe nói là nó bị bệnh tim đó, lỡ đang chơi, nó lan đùng ra xỉu thì sao? Tốt nhất là nể nó ra. Vậy hả? Nghe ghê quá đi. Chóng mặt quá. Để mang tài xung quanh xem có ai không. Có người lạ mặt mà không thể nào để lộ ra để yêu cứu mình được. Phải cố nhịn thôi. Còn đứng yên đó, không nên bước thêm một bước nữa. Nếu không là những con có thể bị nghiền nát đấy. Cái gì đây? Ôi không, mình vừa làm gì thế này? Shop Jackie Giáo VN, shop bán ác Roblox giá rẻ uy tín chất lượng chỉ từ 19k. Hiện đang có sự kiện đổi cho 9k, trúng ngay 19.999 Robux. Ngoài ra, còn có sự kiện nhận miễn phí Robux khi đăng nhập nữa. Hãy nhanh chân và thử bằng may nhé. Mình sẽ để lại link dưới phần mô tả. Sub Ami tóc ngắn suốt một phần, 990.000 sub Edeka mặc đồ mesh suốt một phần. Yakino Sumi 2 đã đến một mốc nào đó thì mình sẽ thực hiện theo cái bản này. Đặc biệt nếu kênh của mình đạt 1.000.000 sub thì mình sẽ sâu mặt sau 5 năm. Nào các bạn hãy cùng subscribe kênh đi. Cảm ơn các bạn nhé. Các người vừa làm cái trò gì vậy? Tao mừng cười quá đi mất. Min. Vừa rồi là có tiếng nổ thì phải. Ở đâu thế nhỉ? Một cái ống người trông rất là khả nghi. Nhưng mà trời tôi quá, mình chẳng hay rửa mặt mũi gì cả. Phải nên bấm vào đó thôi. Hả? Trời, cái đó phá xạ nhanh thế. Có phải là người không vậy? Ôi, cái đó chạy rồi kìa. Khoan, chuyện gì thế? Khoan. Hả? Có chuyện gì thế? Sao cô ta bay ngược lại vậy? Có vẻ như là người đang điều khiển Alice đã rời khỏi đó, nên cô ta lại bị kéo ngược về. Ủa Jackie đó à, có chuyện gì đó vậy? Chuyện dài lắm, thì tớ kể cho. Min ơi, kêu tớ xin lỗi. Giờ sau đây cũng là trò chơi cân não mà, nhầm lẫn là việc bình thường thôi. Mà sao cậu tìm ba lá phiếu nhanh quá vậy Jackie? Khoan đã, đúng rồi. Lúc nãy, Christy chính là người đưa cho tớ lá phiếu của Min, nên tớ mới có thể thu thập được ba lá phiếu nhanh như thế. Đáng ngờ thật đó. Ủa mà Jackie từ tương lai đâu rồi? Mà hãy còn đấy đứng đây cơ mà. Còn đó sao Erika? Chú Gia Sudan solo với lại Macaron Raven á. Đúng vậy, còn hãy mà giúp cậu ấy đi. Kiếm của mình, kia rồi, hãy. Nhìn kia Jackie. Kiếm của mình, kia rồi, hãy. Chuyện gì thế? Jackie, Jackie, câm lặng diện rộng. Tốt lắm em gái, giờ chị sẽ kết liễu mấy đứa này. Không được bỏ cuộc, pháp còn giống như gì mà chú Jackie đã từng dạy cho mình. Tóc biến ảo. Chị Raven. Yes,
cuối cùng mình đã làm được. Mình đã tạo ra cú tốc biến ảo với số lượng lớn bản sao. Alo, 1, 2, 3, 4, alo em. Đã hết giờ ma sói và ma cà hoạt động. Chúc các em ngủ ngon. Hai, thiệt tình, mình đã không ngờ đến việc này. Vậy thôi em, Alice. Cứ đợi đó, ngày mai các người xíu với tay ta. Jackie, cô làm được rồi kìa, quá trời bắn sao luôn. Đến tới con không ngờ nữa. Lần đầu tiên tới phô diễn sức mạnh mà không cần sức mạnh của tình bạn. Và nhớ lại quá khứ nữa. Chú Jackie, cứ làm được rồi, cảm ơn chú nhiều. Hai người về rồi à? Em tức lắm, hôm nay chẳng có vui gì hết. Còn câu thì sao Raven, rock and roll chứ hả? Ngày hôm nay vớ vẩn lắm, thôi tôi đi ngủ đây. Cái cô Raven nó lạ thiệt, bình thường nói chuyện tự nhiên lắm. Cứ mỗi lần tụi con trai chúng ta tụ tập lại là cô né đi chỗ khác. Nè cô Raven, đang mệt hả? Muốn coi tôi diễn xiếc thư giãn não không? Vô, cho tao vào nhà đi, tao phải diễn một vài tiết mục cho. Alice còn muốn coi nữa đó. Cút, có ai cho tao cái tên này kia, nó sẽ hiện cho mặt ta nữa. Quá giận, tao có làm gì đâu. Tên hề ngu ngốc này. Đúng là cái tên hề phiền phức này. May quá, suy nữa thì hắn đã vào nhà của mình rồi. Lúc đó, mình biết đâu mới đầu đây. Bố rồi ta. Ủa, Jackie, sao cậu dậy sớm thế? Tớ còn hối hận chuyện đêm qua. Tớ đã quá hấp tấp trong suy nghĩ của mình. Tội nghiệp cho Min quá. Thôi, cậu đừng nghĩ gì làm gì. Nhưng mà Gia nói đó, rồi chơi hắc não hay nhầm lẫn là bình thường. Với lại, Min cũng đang bị bệnh tim, nên việc Min bị lại sớm thì cũng tốt thôi. Vì ngày cuối cùng sẽ phải vận động khá là nhiều. Cậu ta sẽ được nghỉ ngơi là tốt rồi. Tớ sẽ cố gắng suy nghĩ tích cực lên. Hết trò chơi này, nếu có dịp, có thể đến thăm cậu ấy. Và nếu được thì chữa bệnh tim cho cậu ấy luôn. Alo, đã hết giờ ánh sáng. Yêu cầu các em có mặt tại phòng 201. Nhà kỳ này. Chào chú ạ. Chú được có nói to như thế chứ. Vâng ạ, nhưng mà có việc gì vậy chú? Chú nghĩ là chú hiểu chuyện gì đang xảy ra với học mà số hiện tại đấy. Cháu có muốn biết không? Vâng, cháu không biết ạ. Rốt cuộc thì tại sao lớp học ma sói lại quay trở lại? Mr. Kero là ai? Tại sao ma sói và Macaron lại thù ghét chúng ta thêm 10 lần nữa ạ? Chú không hẳn là sẽ trả lời được hết tất cả các câu hỏi của cháu được. Nhưng mà chú hứa, nếu như cháu chiến thắng được dây lần này thì chú sẽ tiết lộ những gì mà chú biết, được chưa? Hả? Sao chú không nói luôn ngay bây giờ ạ? Được rồi, đã chấm điểm xong. Sau đây tôi sẽ đọc điểm của từng người. Maya 10, Omni Yasu 9.5, Erika Risty 7 điểm. Và cuối cùng Yaki và Yaki, cả hai đều được 5 điểm. Hôm nay là não của bố chúng mới chết chưa? Ok, do hôm nay là buổi học cuối cùng nên vào tối nay các em dựa vào điểm số mà có thời gian xuất phát khác nhau. Maya xuất phát vào 12 giờ đêm, Omni và Yasu xuất phát vào 12 giờ 30 phút, Risty và Erika xuất phát vào 1 giờ sáng. Và cuối cùng Yaki và Yaki xuất phát vào 1 giờ 30 phút sáng. Hả? Luật chơi ngày cuối sao lạ vậy? Không phải là đi tìm kho báu có chứa vũ khí thợ săn sao? Mình lại xuất phát muộn nữa, ôi trời ơi. Tao biết đó, tao chơi này rồi đó. Đồng thời vào tối nay tôi sẽ trải rải rác các lá phiếu khắp trường học. Thay vì 3 phiếu thì các em cần phải có đủ 4 phiếu mới có thể loại người chơi khác. Vậy nhé, chúc các em may mắn vào tối nay. Hẹn gặp lại các em khi trò chơi đã kết thúc. Alo, em hết xài quỹ cả các ba series lớp học ma sói bị động vào người và thời gian muốn đêm. Thầy nhớ tham gia hội viên của mình nha. Chỉ có 30k thôi, xin cảm ơn.